Ok, và xin tất cả anh em và cho mình anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chế độ đấu trường chân lý mùa 7 nha anh em. Rồi, trận này thì mình sẽ mang đến cho anh em một cái vị tướng cực kỳ mạnh. Đó chính là Z đại ca. Trước đây thì Z đại ca của chúng ta là một trong những cái vị tướng 5 vàng carry cực kỳ mạnh. Nhưng mà ở mùa 7 đã xuất hiện với chỉ có một vàng mà thôi anh em. Nhưng mà sức mạnh thì nó cũng không thể nào gọi là xem thường được. Đấy. Với Z thì nó sẽ những cái cú đấm của nó kiểu quyền trái quyền phải ấy, sẽ giảm giáp và kháng phép và đấm bao thốn luôn. Rồi rồi. Đấm đây. Bạn Poncho này thì như là chơi Thượng Long. Rồi rồi. Đấm mãi mà không xuống máu Z của mình này. Bất tử à? Nhưng mà hình như là ăn vừa một cái chói của thanh niên Virus, thế là tướng hình luôn. Trận này mình sẽ chơi set carry nha. Lõi gì? Giáp tự chế. Con set này thì nó cũng sử dụng năng lượng, cho nên là mình sẽ lấy cái năng lượng xanh đi. Ở đâu? Nộ. Nộ cũng là năng lượng thôi anh em. Sen này. Tại vì những cái vị tướng trong cái bộ tộc Cuồng Long ấy thì nó lại chuyển năng lượng thành nộ, nó cũng gọi là như nhau. Này vào đây đi. Đấy. Thay cái cột mana thì nó lại thành cột nộ đỏ đỏ. Chắc là nó cũng sẽ hồi thôi anh em. Và kỹ năng của Seth như mình đã nói rồi. Đấm không chụp phát nào. Trận này là đầu game thì mình có một cái vực lành vũ trụ. Mà hình như là chúng ta không còn cái năng lượng xanh ở cột mốc là kim hay sao ấy. Tôi chơi từ đầu mùa giờ chưa thấy. Rồi, bạn này thì có một cái huy hiệu của chiến binh rồng. Cái hệ chiến binh rồng này thì nó sẽ giúp cho mấy cái con chiến binh của chúng ta nó sẽ to ra, tăng máu, sức mạnh thuật. Trận này mình sẽ chơi Seth cho nên là lấy Seth làm chiến binh rồng chủ chốt trong đội hình nhá. Con Corki này bắn chiến nhở. Quả này nó hack cả đống vàng luôn. Bóng này như cấp 6 có 5% ra được những vị tướng 4 vàng thôi mà đã có được Corki à. Chiến thực sự. Thôi không sao, Hen thì quá đây. Nhiều khi là anh em 2% thôi là cũng có rồi. Và chắc là mình sẽ roll, slow roll ở cấp độ 5 để có thể xin xét 3 sao nhé anh em. 5 kèn này. Ôm mấy cái vị tướng 1 2 vàng này cho nó tăng cái tỷ lệ một chút. Chiến binh rồng thì nó cũng có cả xét cả Ace này, Volibear. Volibear. Đây. Volibear 2 thì tanh rất là trâu. Zhonnai à? Karim. Thế anh em thì trận này mình nên chơi gọi là full Cuồng Long hay là Chiến binh rồng luôn? Mình thì mình vẫn thích cái Cuồng Long hơn. Nếu có thể đạt được cột mốc 9 Cuồng Long thì anh em sẽ không cần gọi là những cái trang bị nhân tạo. Còn đổi lại nếu như mà muốn chơi được chiến binh 9 Chiến binh rồng ấy thì nó rất là khó, anh em cần phải có hai cái ấn Chiến binh rồng cơ. Tại vì những cái vị tướng Chiến binh rồng thì nó sẽ gồm có Seth này, Ace, Kama, Volibear, Swain, Lessing và con cuối cùng như là con Yasuo, 7 tướng rồi. Là anh em cần phải có hai cái chiến binh đồng nhân tạo. Mình thì lại sợ không đủ nhân phẩm. Cho nên là thôi, chơi chiến cuồng long cho máu, đấm cho máu hơn, đấm cho lực. Mình sẽ lấy thêm một cuồng đao cho Seth nha anh em để có thể gọi là stack đòn đánh. Ok. Đấm gọi đấm không trượt phát nào. Anh em nào mà thắc mắc gì về mùa 7 sắp tới thì cứ comment nha, mình sẽ giải thích hết. Hoặc là muốn mình làm về hệ gì thì cứ gọi là mạnh dạn comment luôn. Set này, ok. Chín cuồng long.
53 đến từ vị trí của Ponzi Show. Trận này chắc là mình chỉ cần kẹp 3 chiến binh đồng thôi, không cần nhiều lắm. Vì nó có thể tăng kích thước và máu lên là được. Uầy, con nhện chiến này. Hôm qua thì mình cũng đã làm cho anh em xem một cái video về con nhện này rồi. Cái bột xanh hoặc là cái bàn tay công lý này cũng ngon. Mình thấy là cái bàn tay công lý thì nó cũng ổn hơn đấy nhỉ. Đây, chỉ có một vàng thôi. Đấm solo luôn. Solo nào. Phải nhận cáo vắt cút luôn đã solo. Bàn này thì có cái nhà máy tế chế này. Nhà máy tế chế này anh em chơi được nhiều đội hình lắm. Kiểu có thì ở phiên đi chợ ấy. Hoặc là những cái trang bị kết hợp từ thìa là anh em có thể bán đi và lấy thìa ra. Xay ra luôn chứ. Mình sẽ thay vào vị trí của Kama nhé. Senna. Giờ muốn tích lên lại cột mốc 50 nhưng mà nó rất là khó. Thay vào đấy thì mình phải giữ lại mấy cái con 4 vàng. Ui giời ơi. Ờ nhưng mà Kain đó. À Kain nó là cuồng long. Tôi đang gọi là tưởng Kain nó không phải là cuồng long cơ. Xét đấm đi nào. Trời ơi. Đấm solo với Sen này thì hơi khó cho Xét rồi. Úi giời ơi. Đấm kiểu cái con Sen này nó khắc chế gọi là mấy ông gọi là đánh thường á. Đấy anh em đánh vào nó cứ né thôi. Siêu khó chịu. Chuột Edril Kama Senna 2 này, ok. Sen và Set, chắc mình bắt Set thôi, không bắt Sen. 48 máu, ui. Máu cũng gọi là tương đối thấp rồi đấy. Chắc mình phải lên được Set 3 sao sớm. Và sau đó thì gọi là up cấp và tìm kiếm 9 cuồng long nha anh em. Nhân vật trùm cuối trong cái bộ tộc cuồng long này đó chính là con Savannah. Con Savannah thì nó tận đến 10 vàng lận anh em ơi. Cho nên chúng ta phải cấp thật là cao mới tìm được. 8 là cấp 9. Mà nó lại tốn đến 2 slot cho nên là sẽ phải đầu tư. Ok, set 3 rồi này. Trời ơi. Không trượt phát nào, mình sẽ lắp luôn cho nó một cái giết khổng lồ đi. Tại vì mùa này là mùa của luyện rồng cho nên là nó rất là nhiều máu, mấy con rồng này nhiều máu lắm anh em. Cho nên chúng ta phải có diệt nhá. Đồ này thì anh em cũng có thể xoay sang xoay ra cũng được. Nhưng mà mình thích con set này hơn. Thử xem là set carry nó có chất hay không. Đấm ủ chiến chứ bộ. Đúng không anh em? Đấm lực này cơ mà. Úi dồi ôi. Đúng là đấm không trượt phát nào của các. Bạn này thì đã có cho mình được cấp độ 8 rất là sớm. Nhưng mà chỉ còn lại có 9 máu mà thôi. Thì này chắc cưng gọi là tích vàng nhiều quá đây. Bạn này thì có cái làm nóng này thì nó cũng gọi là cũng tối ưu dành cho pháp sư. Nhưng mà khi mà anh em lấy cái làm nóng ấy thì chúng ta nên chơi mấy cái đội hình mà nó kiểu đầy đầy một chút nhá. Ủa, chuyên gia công nghệ sát thương trực tiếp từ các trang bị gây thêm 40% sát thương dưới dạng sát thương chuẩn, nhận một dao điện à? Trực tiếp từ các trang bị gây thêm 40% sát thương dưới dạng sát thương chuẩn. Nghĩa là mấy cái trang bị của mình nó được gây thêm 40% sát thương chuẩn à? Cũng ngon, ok. Đấy luôn. Với trang bị này thì mình sẽ ném cho Sayda thôi. Ok. Quá hợp lý. 6 cuồng long. Mình phải lên được cấp 7 à. Hoặc là chúng ta có thể bỏ Volibear đi. Như vậy thì nó sẽ mất đi chiến binh đồng của mình mất. Cho nên là mình sẽ vẫn giữ lại Volibear tanh nhé anh em. Nhìn vậy thôi con Volibear này hôm nọ
cái bản thử nghiệm đầu tiên ấy, nó có một cái lỗi rất là khủng. Kiểu lắp cho nó cái thần kiếm thì thôi, nó sẽ có được cái lượng máu khủng khiếp. Ủa, những con cocky này anh em này, bắn máu vãi nồi. Amazing. Wood mood. Uầy, nhưng mà set của chúng ta lại đấm rất khỏe ạ. Đúng là đấm không chuyển phát nào. Set này thì mình hay lắp cho nó mấy cái trang bị kiểu như thế này thôi. Hoặc là hay là chúng ta lắp cho nó cái đại bác nhỉ. Bác thì ok phết. Hôm sau mình sẽ thử từng bộ trang bị một nhé. Cấp 7 Lê Sinh Lôi Long của Chiến Binh Rồng, Ám Long Hóa Hình, Zone Huyễn Long và Chiến Binh, Tarik Ngọc Long và Hộ Pháp. Trong quá trình làm video thì nếu như mà có sai sót gì thì anh em cứ comment để có giúp mình gọi là sửa sai trong những video sắp tới. Ủa? À đây, bạn này thì chơi hệ ám long này. Ám long thì nó sẽ biến cả mấy cái vị tướng của chúng ta thành tí hon kìa anh em thấy không. Sen tự dưng với cả Volibear nhỏ vãi cứt, hóa tim mình thành người lùn rồi. May là chúng ta có Sen bảo kê đại cassette, né đi được bao nhiêu đòn đánh. Bạn này thì có chiến lợi phẩm mà. Đấm, đấm đi. Úi giời ơi, úi giời ơi, cái gì đấy? Thế mà ủi liên tục như này. Ủi nhưng mày ủi ấy. Chơi mà chơi ủi à. Uầy, có con da xua ngon ấy. Da xua chiến này này. Nhưng chắc là bây giờ thì mình sẽ ưu tiên mấy cái trang bị phòng thủ hơn. Tại vì chúng ta có set đại ca gọi là ấy rồi, đam chính rồi. Không có, không nên gọi là có quá nhiều con đam trong đội hình. Theo đấy thì anh em sẽ phải gọi là tối ưu giữa sát thương và phòng thủ. Idas à, Swim. Đây, mình sẽ ném con Hecarim này vào. Vậy là chúng ta đã có được đội hình 6 cùng long và 3 chiến binh đồng. 125% tốc độ đánh và cộng thêm 50% hút máu toàn phần. Hút máu toàn phần à? Ở cột block 3 thì chúng ta có 400 máu, 20 sức mạnh phép thuật. Hoặc là chúng ta có thể chơi set full dam luôn. Tại vì cái hệ cuồng long này thì cũng có được khả năng hồi phục rồi ấy. Ui, con virus này đổ máu đấy. Chút nữa nào ông này mà ném cho thanh niên Son thì thôi. Aurin Son ấy, nó khạc cho thì ngu người cả team mình. Ui giời, đấm nè. Đấm ác vãi nồi. Ok, 4 trận thắng liên tục rồi anh em. Kéo trận này lác lác gọi là vào top nhá. Tưởng không mạnh nhưng mà thực chất là mạnh không tưởng. Đùa với cả đại ca set à. Trước đây là đại ca gọi là cánh tim một thời đấy anh em nhỉ. Cái mùa thần tài ấy. Mùa thần tài set đại ca thì thôi chứ. Cứ có set 2 sao đồ thế giới nó bê cho một phát. Bay màu gọi là nưa ban đồ. Mà set 3 sao thì mình anh ấy cân hết. Lên xin. Cái hiệu ứng của cái chiến binh đồng này nó cũng khá là giống với cái hiệu ứng tinh anh em nhỉ. Cái vòng của giới ấy. Ok. Ai đây? Nhớ đến thần tài anh em nhỉ. Mùa này là chỉ có Huyễn Long thôi, mà Huyễn Long không phải là trận nào cũng có. Mỗi trận thì sẽ có một cái Huyễn Long khác nhau nhá. Bạn ấy chơi nhện chúa này. Con đồng sai phần của bạn này hình như là nó hút liên tục hay sao ấy ta.
Xét này. Đấm này. Hây hây hây. 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 Uầy, gì vậy? What the fuck? Gì đây? Quay heo à? Quay heo này. Đồng 7 này gì mà nó hút liên tục vậy anh em? Ui. Mình đang cần trang bị phòng thủ. Cái này cũng được này. Hai bao tay, 7 vàng, gậy thì chúng ta có thể lắp vào Solary cũng ok. Ok. Bao tay đạo tặc mình sẽ ném cho Volibear. Thêm một cái nữa thì mình sẽ ném cho xe đại ca. Một cái trong gai và một cái nỏ sét nhá. Chuẩn bị lên cấp 8 thôi. 250% tốc độ đánh. Quả này thì xét nó tích đòn đánh thì thôi rồi. Mùa này là chúng cái vòng này là chúng ta sẽ được gọi là sắp xếp đội hình cũng như là suy nghĩ các kiểu. Sau cái vòng 4.7 này chúng ta còn một vòng nữa. Anh em nào mà yêu thích hệ gì thì cứ comment để mình có thể làm nha. Chắc là trong tháng này là cũng cần nhật gọi là mù 7 rồi. Nhận giáp và kháng phép. Ồ, nhận giáp và kháng phép anh em ạ. Mình cứ tưởng là đấm giảm giáp và kháng phép. Sorry anh em. Quả này bảo sao trâu thế. Những cái đòn đánh tiếp theo của nó thì gây thêm cả tỷ sát thương. Nói chung là nhiều. Ui, bọn này vừa bắt nhiều rồng ấy. Có chơi kim long không vậy? Khả năng từ chiến binh rồng xoay sang kim long à? Mà có con cóc kia chơi pháo thủ này thì đẹp đó ấy. Ui, set trâu thật. Vừa trâu lại còn khỏe nữa anh em. Đánh giá một trong những vị tướng một vàng bậc S. Với cả con nào nữa nhỉ? Con Kama. Hôm sau thì mình sẽ làm cho anh em cái con Kama sau. Senna Achok Tamken. On này. Sẽ cho On vào thì chúng ta cũng có thêm được hai đấu sĩ. Con Sen này nó là đấu sĩ nha anh em. Đang muốn cho con set đại ca của chúng ta nó hưởng cái cốc sức mạnh. Cơ mà như vậy thì cũng sẽ không có được sen bảo kê, cho nên là round này mình sẽ bỏ đi cái chén vậy. Vì cái con set này á có sen cover thì thôi, nó né được bao nhiêu đòn đánh luôn. Ui, bạn này con son máu chưa? Nghe thấy né chưa? Và đứt bắn bao nhiêu né bấy nhiêu. Rồi nha. Tiếp cận được Aurin Son rồi nha. Đập đi. Hay hay. Ui xời ơi. Thật đúng là không trượt phát nào luôn. Bá đạo thực sự. Zoe Kim Long trộm phép và pháp sư. Zoe thì chúng ta có thể bắt và cho vào vị trí của On cũng được. Còn Volibear thì chúng ta có thể thay vào vị trí của Lexin. Như vậy thì sẽ có được thêm hai cái hệ lôi long. Mà mình thấy là như thế cũng không cần thiết lắm. Không phải đấy thì On nó cũng đang gây được cái hiệu ứng khống chế từ việc gọi dê. Và lên được cấp 9 thì mình sẽ tìm Aurin Son thay vào vị trí của hai slot. Như vậy là sẽ có được 9 cuồng long rồi. Không bắt linh tinh, tốn vàng lắm. Rồi ôi. Xét đấm đi nào. Ui, 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 ui. Ủa mình sẽ cân hết. Cái gì đây? Xét bất tử rồi anh em ạ. Mình đã thắng 7 trận liên tục nhờ con set này. Và đây là trận đấu thứ 8. Quá ảo ạ. Pai Lazua. Ấn Kim Long này.
Cần kim long này nếu như mà chúng ta đạt được cột mốc 9 ấy, thì nó sẽ có một cái trang bị kiểu như là vương miện vậy. Rất là khỏe. Đây mình sẽ lấy thêm một cái giết khổng lồ dành cho xây ra đi. Còn ba kim long thì nó cũng chút nữa mình cũng sẽ bỏ đi ấy rồi. Này cho đây. Đây lần này thì ui chắc là này phải búc như thế này thôi. Vừa được chén sức mạnh lại còn có thêm cả trang bị vút bẫy COU design. COU này là một trong những cái con rồng mà mình cảm thấy như là nó siêu khỏe, vừa trâu lại còn đam to nữa. Đây Yasuo phiên bản kỵ sĩ à. Thực chất là con Yasuo này thì đã có được kỹ năng lướt rồi, nhưng mà Yasuo kỵ sĩ này thì nó rất là trâu. Chắc là ăn nhiều khống chế của con sai phần này quá anh em ạ. Đi bạn nhiều khống chế quá. Rồng này nó có hút liên tục cay vãi nồi. Nhưng mà chúng ta cần phải đạt được cột mốc 9 của Long xem sao đã. Muốn chơi thêm chiến binh đồng nhưng mà lại không có ấn anh em ạ. Hơi đáng tiếc. Bạn này thì đang cố gắng lên Son 2. Bạn này cũng chơi ám long luôn. Hiện này 9 thượng long. Trận này có hai ông chơi thượng long. Mình gặp ai đây? Gặp con rồng Siphon phiên bản Elise. Ui, biến thành hai con rồng ạ. Cố lên nào. Xét thợ diệt rồng ở đây. Một con nhện này. Úi dồi ơi nhện. Một mình con nhện này cân hết à? Có được không đây? Có được không? Solo. Anh em thấy chưa? Anh em cứ bảo con nhện là nó bá đạo lắm. Mình nó gọi là cân hết cả team mình luôn ạ. À. Khó hiểu thực sự. Rồi xong bạn kia lên nhận 3 rồi. Toang rồi bu em ạ. À. Và chắc là chúng ta cũng không cần đến say ra để có thể kích hoạt được 9 cuồng long đâu. Tại vì riêng con Savanna thì nó cũng đã kích hoạt được 3 cuồng long cho mình rồi. Để xem là có sao chép tướng hay không. Anivia thôi. Hồng kiếm này. Sao chúng ta mình sẽ tung con nhện nhện xem sao. Ba và Zui. Savanna đây rồi. Ok, 9 cuồng long với bản set đại ca. Còn về phần trang bị phòng thủ thì mình nghĩ là mình sẽ tìm lại một con Hecarim. Và chút chúng ta có thể thay Hecarim bằng đồ cho Savanna là hợp lý. Như là không có Savanna nào nữa vậy. Ui chết rồi. Quên đổi đồ kìa. Đây. Mình sẽ tung con Iron Son của bạn này. Để nó có thể tích mana lâu hơn một chút. Đội hình của chúng ta bây giờ cũng không thể nào mà kẹp thêm được gì nữa. Hết rồi nhá. Nhìn là quá đủ rồi. Còn mình con Son này cần hết à? Cần hết với chúng tôi thì đi một sải luôn anh em. Mạnh quá. Bên này thì vẫn đang rất là mệt mỏi với con Spider-Man Spider nhện. Savanna này. Một con nữa nào. Tôi chỉ cần Savanna 2 thôi, đây rồi. Savanna 2 thì nó sẽ khác biệt rất là nhiều so với Savanna 1. Thay Karim này, ok thay đồ luôn nhá. Xây ra 2 rồi không thấy nha. 6 ám long 4 hóa hình. Đây hồng kiếm đấy. Nó xét. Nó chẳng gai. Ô hình như bị lệch rồi. Lệch 1 ô.
Uinh, gây rất là nhiều cái hiệu ứng khống chế. Rồng rồi. Set của mình đam to thật. Đấm vài phát thôi 8.000 đam rồi. Ai đát. Và bên này mới đúng nhá anh em nhá. Đây sẽ giả vờ lại. Tôi đang tìm một con xây ra 2 mà rôn hoài trả ra. Cóc kỳ 2 làm gì đây? Xây ra 2 đi rồi. Được. Chiến. Ok, hát tụ còn nhện đây. Nhện phiên bản đồ thế giới này. Xe nào chúng ta có giết khổng lồ giao điện. Rồi ôi. Lần này cố gắng thích con nhện đi nhá. Đây. Gì đây? Hai thằng rồi đấy. Thằng này thằng thứ ba. Một mình thằng nhện này nó cân gọi là 7 thằng team mình. What the fuck? Gì vậy trời? Khó hiểu nha. Khi đi chợ này thì full rồng luôn này anh em này. Toàn rồng 8 vàng với các rồng 10 vàng. Đương nhiên là mình sẽ lấy phong kiếm thôi. Chứ bây giờ lấy Savannah thì nó cũng không làm gì được cả. Chơi hai vòng kiếm luôn. Ghét cái mặt. Hikarim COU. Sẽ tung thêm con Savannah nữa không ta? Ok. À còn sai phần. Ủa không hát được tung được sai phần rồi. Chúng ta hát tung được Alice thôi. Uinh, ok. Vẫn lại là con nhện. Nó quá biến thái anh em ạ. Còn con rồng sai phần này thì nó cứ đi gọi là khống chế rồi. Ok. Khó chịu thế con nhện này. Toang rồi. Chẳng lẽ lại là top 2 à? Chắc đợt này mình sẽ không hất tung con nhện nữa xem sao. Nãy giờ hất tung cứ thua hoài thôi. Đây, hơi căng một chút. Hất tung được con Siphon. Ok. Nhện âm hôm nay nó chuyển lên tít hàng trên rồi. Không chế. Uinh, ok, giết được nhện rồi. Hơi vất vả một chút. Nhưng mà Savannah của chúng ta đã làm được. Một mình con xe phần này mà nó cân hết thì đúng là game nhái lên quần. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi video của mình. Và hẹn gặp lại anh em trong những video sắp tới nha. Bye bye anh em. Bye bye.